Chào các bạn, như vậy là mới đây Samsung đã chính thức ra mắt chiếc flagship mới nhất của mình là Galaxy Note 9. Với các bạn thì Galaxy Note 9 có thể coi là phiên bản cập nhật hoàn thiện hơn và khắc phục một số điểm yếu trên chiếc Galaxy Note 8 tiền nhiệm. Và cũng chính những bước khắc phục này thì kết hợp với những cải tiến về phần cấu hình được nâng cấp đã khiến cho chiếc Galaxy Note 9 đã trở thành chiếc điện thoại chiến lược đầu tiên của Samsung cán mốc $1,000, tức là ngang ngửa so với chiếc iPhone X đến từ Apple. Vậy nên câu hỏi đặt ra ở thời điểm hiện tại đó chính là liệu với mức giá cao như vậy thì khi so sánh với chiếc iPhone X đến từ Apple, liệu sẽ có phải là một kèo đấu cân kèo với Samsung hay không? Thì hãy cùng với Xtudio có những cái nhìn cụ thể hơn thông qua phép so sánh ngay sau đây. Và các bạn đừng quên, ở thời điểm hiện tại thì Sevred đã cho phép chúng ta đặt hàng trước chiếc Galaxy Note 9 với rất nhiều phần quà ưu đãi. Các bạn có thể truy cập trực tiếp đường link mình để ở phía phần mô tả để có thể tham khảo thêm về sản phẩm này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến phần intro nha. Đầu tiên, về phần thiết kế thì Samsung vẫn chứng tỏ họ là một ông lớn có vị thế bậc nhất làng di động khi mà tiếp tục thể hiện một quan điểm riêng về phần thiết kế mà không đi theo sự ảnh hưởng quá lỗ bịch đến từ iPhone X. Mặt trước của Galaxy Note 9 vẫn đem đến một điểm khá là quen thuộc với người tiền nhiệm Galaxy Note 8, nhưng kích thước đã được tăng lên với viền màn hình được làm mỏng hơn, cho tỷ lệ phủ màn hình lên tới là 83,4%, cao hơn so với tỷ lệ là 82,9%, nên có thể coi là một lợi thế nhỏ về không gian trải nghiệm. Trong khi đó thì iPhone X tỏ ra cân bằng hơn khi các cạnh của máy đều được làm mỏng, trừ cái phần tay thỏ dày cộp ra. Nói chung thì cả thiết bị này thì đều mang đến cái hai trường phái thiết kế khác nhau, nên so sánh cái nào đẹp hơn cũng chỉ là mang tính chủ quan mà thôi. Nói chung là cả hai thiết bị này thì đều mang đến cái trường phái thiết kế khác nhau, nên so sánh cái nào đẹp hơn cũng chỉ là mang tính chủ quan mà thôi. Bù lại thì điểm chung của cả thiết bị này đó chính là thiết kế đẹp mắt, hướng đến người dùng và đặc biệt đó chính là Samsung. Bên cạnh mặt trước thì mặt sau của máy cũng có thể coi là một điểm lợi thế của chiếc Galaxy Note 9 khi so sánh với iPhone X, khi mà cụm camera của máy được làm mỏng hơn và ít lồi hơn khi so sánh với chiếc iPhone X. Và cái phần kính bảo vệ cũng được làm đồng màu với mặt lưng, giúp đem đến cái nhìn đơn giản, thanh thoát và liền lạc hơn hẳn so với chiếc iPhone X. Về màn hình thì Galaxy Note 9 và iPhone X đều sử dụng tấm nền AMOLED do Samsung cung cấp. Tuy nhiên thì hai hãng cũng đã thể hiện thế mạnh riêng của mình ở trên chính cái màn hình này. Như là chiếc Galaxy Note 9 thì sẽ sử dụng cái độ phân giải là Quad HD cộng 1440x2960, đạt một độ điểm ảnh lên tới là 516 ppi. Còn với chiếc iPhone X là độ phân giải 1125x2436, đạt một độ điểm ảnh là 458 ppi. Với các bạn thì những thông số này đều vượt qua những giới hạn nhận biết của mắt của chúng ta, nên có thể coi độ sắc nét trên hai màn hình này là khá là đồng đều. Màn hình của chiếc Galaxy Note 9 tạo được sự khác biệt khi phủ thêm một lớp chống lóa tương thích với bút S Pen độc quyền đến từ Samsung. Trong khi đó thì Apple tự hào với giải màu chu tông tương tự trên những chiếc máy Mac chuyên nghiệp. Màn hình của cả hai máy đều hỗ trợ công nghệ HDR nên đều là những cái màn hình rất tuyệt vời để chúng ta có thể giải trí. Tuy nhiên, với lợi thế màn hình không khuyết tật cùng với kích thước lớn hơn thì có thể xem ra là chiếc Galaxy Note 9 vẫn có một màn trình diễn có chút nhỉnh hơn so với chiếc iPhone X. Về phần cứng xử lý thì Apple luôn nổi trội với việc cung cấp đến phần cứng xử lý của họ luôn được tối ưu tốt với phần mềm, nên các thiết bị iOS luôn giữ được cái độ mượt mà ổn định tuyệt vời khi so sánh với Android. Dĩ nhiên thì không phải vì thế mà Apple có quyền chạy đua vũ trang với các đối thủ của mình. Trái tim của chiếc iPhone X đó chính là con chip Apple A11 Bionic, cho đến hiện tại thì vẫn xứng đáng có được vị trí đầu bảng trong thế giới của những chiếc chip di động với điểm Geekbench cao ngất ngưởng và ít đối thủ có thể sánh kịp. Tuy nhiên, khi so sánh với những chiếc điện thoại Android đầu bảng thì chiếc iPhone X không phải là không có điểm yếu, khi mà rõ nhất đó chính là khả năng đa nhiệm với dung lượng RAM thấp hơn. Trong khi đó, chiếc Galaxy Note 9 với dung lượng RAM vượt trội lên tới là 8GB cùng với con chip Snapdragon 845 hoặc là Exynos 9810 đang hứa hẹn trở thành một cỗ máy đa nhiệm thực sự, giúp cho khả năng làm việc luân chuyển giữa các ứng dụng nặng một cách mượt mà, hiệu quả. Và ở khoản này thì chắc chắn đại diện đến từ Hàn Quốc đã nhỉnh hơn một chút so với Apple. Bên cạnh đó thì điểm khác biệt giữa Galaxy Note 9 với chiếc iPhone X đó chính từ chiếc bút S Pen đi kèm, vốn là thứ sẽ không chỉ biến chiếc Note 9 trở thành cuốn sổ tay đa năng, mà giờ đây có thể đóng vai trò nhiều hơn nữa như là điều khiển từ xa rất là tiện dụng, thêm khả năng kết nối Bluetooth. Còn với iPhone X thì chắc chắn là sẽ chịu chết. Về camera thì đây có thể coi là kèo đấu khá thú vị giữa hai mẫu điện thoại đắt nhất đến từ Apple và Samsung, khi mà mỗi bên đều có những thế mạnh riêng về camera. Với Samsung, đây hẳn là lần thứ hai họ tiếp tục sử dụng bộ camera kép với khả năng thay đổi khẩu độ vốn từng xuất hiện trên chiếc Galaxy S9 Plus,
Nhưng điểm khác biệt lần này đó chính là Samsung đã thêm sự hỗ trợ đến từ AI, giúp chúng ta có thể chụp ảnh tuyệt vời hơn mà không cần can thiệp quá nhiều vào các thông số. Trong khi đó thì cụm camera đến từ Apple với độ phân giải là khá tương đồng, đều là 12 và 12 megapixel. Tuy nhiên thì cũng đi kèm với chế độ chụp ảnh xóa phông Portrait Lighting khá là nghệ thuật, cùng với một số sản phẩm ứng dụng AI. Tuy nhiên thì cần biết rằng iPhone X đến từ Apple thì là chiếc điện thoại đã có tuổi đời gần 1 năm. Còn với chiếc Galaxy S9 Plus đầu năm nay thì Samsung đã chính thức vượt qua Táo Khuyết về điểm số camera, nên chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một điểm số tốt hơn nữa trên chiếc Galaxy Note 9 với nhiều cải tiến hơn nữa về phần mềm. Về phần pin thì đây chắc chắn có thể coi là điểm vượt trội của chiếc Galaxy Note 9 khi so sánh với chiếc iPhone X. Khi mà không chỉ có dung lượng pin vượt trội đó chính là 4.000 mAh mà Samsung cũng đã trang bị thêm công nghệ sạc nhanh không giống như chiếc iPhone X phải mua thêm cái củ sạc bên ngoài. Dung lượng pin lớn hơn hẳn cùng với thời gian sạc siêu tốc thì sẽ giúp cho thiết bị có thời lượng sử dụng pin rất dài mà không cần phải ôm lấy dây điện cả ngày. Nhìn chung thì có thể thấy rằng với mức giá khởi điểm là ngang ngửa nhau thì kèo đấu giữa iPhone X và Galaxy Note 9 là khá thú vị khi mà mỗi bên đều có những điểm mạnh riêng tạo ra cái sự vượt trội. Như là Samsung thì có thể kể đến như là kiểu dáng bên ngoài chuyên nghiệp hơn, ít khuyết tật hơn, tùy chọn bộ nhớ lớn hơn, giúp cho khả năng đa nhiệm mượt mà hơn, lưu trữ hiệu quả hơn và đặc biệt là thời lượng pin vượt trội hơn hẳn khi so với chiếc iPhone X. Cùng với chiếc Bullet S Pen thần thánh và đã thêm rất nhiều nâng cấp khá sôi thịt. Trong khi đó thì iPhone X vẫn có những cái điểm mạnh riêng để tiếp tục làm hài lòng chúng ta như là thiết kế mang tính biểu tượng, sự trợ giúp đến từ hệ điều hành khép kín iOS đang dần tiệm cận đến mức hoàn hảo là những cái điểm mạnh vượt trội đến từ Apple. Vậy còn bạn, các bạn sẽ lựa chọn chiếc điện thoại nào hơn 20 triệu đồng cho chiếc iPhone X trần truồng hay sử dụng số tiền đó để quất ngay chiếc Galaxy Note 9 cùng với gói quà tặng khủng? Thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.